cẩn thận và tỉ mẩn. Từng viên đá cuội đủ kích cỡ và hình dáng được người dân bản Đông Xuông ghép lại thành những bức tường hoa bắt mắt, độc đáo. Thay vì xây bằng gạch, hầu hết những bức tường, cổng chào ở đây đều được ốp bằng đá, trang trí sáng tạo, làm nên nét đẹp riêng biệt không nơi nào có. Bà con ra suối để nhặt đá và về gắn tường nhà mình thì đã góp sức cho khung gian của bản nó được sạch sẽ, rộng rãi hơn. Mỗi nhà thì có một cái hình thù riêng, đặc sắc, một cá nhân là một họa sĩ của nhà đó. Ngọc Chiến được thiên nhiên ban tặng cho dòng suối Chiến với nguồn đá cuội phong phú. Người dân nơi đây đã ra suối nhặt đá, làm sạch, gắn lên từng nhà. Rồi bà con bảo nhau trồng hoa, mỗi nhà ít nhất 3 bồn tạo cảnh quan chung. Chiều chiều bà con trong bản lại chăm sóc bồn hoa, quét dọn sạch sẽ con đường chung của bản. Bà con dân bản bảo nhau lấy đá gặt lên từng rào, tường nhà cho đẹp. Nhà ai cũng trồng hoa, đường sạch đẹp thì mình được ngắm trước, rồi sau đó là để đón khách du lịch. Những con đường ở bản Phầy trước kia chỉ vừa hai xe máy tránh nhau, thì nay bà con đã tự nguyện hiến đất mở rộng lên từ 6 đến 8 mét. Nhờ đó việc đi lại dễ dàng, chuyên chở nông sản cũng thuận tiện hơn. Xây dựng nông thôn mới đang khiến cho các bản làng ở vùng cao Ngọc Chiến thay ra đổi thịt từng ngày. Chính từ những cái bàn tay khéo léo rồi là cái thiết kế cũng của những người dân tạo nên thành những cái sản phẩm độc đáo như là cái cổng đá và các từng rào đá trên địa bàn xã của chúng tôi. Thì cái hướng đến là chúng tôi là phát triển du lịch. Đang tập trung vào phát động huy động, xã hội hóa, hiến đất, rồi làm đường với hình thức là nhà nước hỗ trợ xi măng hoặc các doanh nghiệp hỗ trợ xi măng thì nhân dân cắt sỏi công để làm đường giao thông mở rộng. Vừa mở đường giao thông nhưng cũng vừa xây dựng các sản phẩm du lịch, ví dụ là cái bờ tường đá, rào đá, rồi là bờ rào hoa, rồi xây dựng các cái cổng chào. Đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Chiến như ngọn gió mát lành thổi tới khắp 15 bản trong xã. Với những nét đẹp nên thơ, nguyên sơ và đậm đà bản sắc, cùng sự giản dị, chân thành, mến khách của người dân, Ngọc Chiến đã trở thành địa điểm hấp dẫn du khách, đem đến cảm giác thanh bình về một miền quê tươi đẹp.